Xin chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa. Hôm nay làng giải trí Hoa ngữ có những thông tin mới và hot nhất nào thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Sau 2 năm lên sóng thì cái kết buồn của Đông Cung vẫn luôn khiến người xem phải day dứt. Thời gian gần đây thì Đông Cung là tác phẩm không ngừng được gọi tên bởi vì trước đó xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng bộ phim sẽ có phần 2. Chưa dừng lại ở đó khi mới đây nhiều thông tin lan truyền tác phẩm sẽ cho ra bản điện ảnh trong thời gian tới. Ngoài ra thì trên trang Maoyan còn mới cập nhật thông tin bản điện ảnh của Đông Cung và dàn cast khiến netizen phải bất ngờ. Trong đó thì Maoyan đã cập nhật Đông Cung bản điện ảnh sẽ được khởi quay vào năm 2022. Blogger tiết lộ một chút về dàn cast, cho biết nữ chính tạm định là Triệu Lệ Dĩnh, còn nam chính sẽ là nam thần Dương Dương. Ngoài ra còn có sự tham gia diễn xuất của Lâm Tâm Như nếu như thông tin trên là thật. Năm 2019 thì bản truyền hình của Đông Cung do Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính đã mang lại thành công vang dội. Chuyển thể từ nguyên tác đình đám cùng tên, Đông Cung kể về một cuộc tình vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa đau thương của cặp đôi Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong. Thông tin về bản điện ảnh của Đông Cung sẽ được cập nhật khi có những tin tức mới. Chuyển sang một thông tin khác. Mới đây thì trên mạng xã hội xuất hiện những tranh cãi liên quan đến hai fandom Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh những shipper trung thành của bộ đôi sau Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì cũng có những fan cứng khác cho rằng đối phương đang cố tình cọ nhiệt thần tượng của mình. Đây không phải lần đầu tiên những vụ tranh cãi giữa fan Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ. Cụ thể, trong chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký có sự tham gia của Dương Dương, mặc dù không có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba, thế nhưng các khách mời khác lại liên tục có động thái ẩn ý tới cô nàng. Thậm chí bên phía ban tổ chức còn sử dụng hình ảnh của Nhiệt Ba, dẫn tới việc fan của mỹ nhân Tân Cương không hài lòng và cho rằng họ đang cố tình cọ nhiệt thần tượng, đẩy thuyền Nhiệt Ba và Dương Dương. Về phía fan của Dương Dương, họ cũng chẳng ngồi yên khi thần tượng đột nhiên bị ném đá, bị đưa ra làm đề tài bàn tán. Phía fandom của nam diễn viên Dương Dương thì nhiều người lên tiếng tố studio của Địch Lệ Nhiệt Ba thường sử dụng icon liên quan đến thần tượng của mình để thu hút sự chú ý, tố số liệu phim ảnh của Nhiệt Ba toàn bơm lượt xem. Trận chiến chưa có dấu hiệu dừng lại khi fandom hai nhà lôi số liệu những lần lên hot search, một bên mỉa mai giải thưởng kim ưng của Nhiệt Ba hay chê bai Dương Dương không có giải thưởng chính quy, lôi nhan sắc của cả hai ra để so sánh. Vụ việc nhanh chóng trở thành làn sóng dữ dội trên nền tảng mạng xã hội. Trước cuộc chiến fandom trên thì hậu viện hội của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã phải lên tiếng kêu gọi mọi người truy tình lý trí, chấm dứt những tranh cãi không đáng có. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.